May là anh em Thanh Hóa lại phải say ở đây rồi. Các bác canh thợ rừng. Anh Thanh Hóa lại phải say ở đây một hôm nữa rồi, mai mới về được rồi. Nói mai không biết là phải Thanh Hóa nằm hay là Lào Cai nằm. Lên trên miền Tây Bắc được anh em đón tiếp rất là chu đáo, từ những cái ở bên dưới đám cưới của anh Mạnh. Mạnh sau đó lại rồi lên trên này. Vâng. Rất là cảm ơn anh em nhiều. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Có dịp nào thì có cái thời gian anh em ghé thăm Thanh Hóa mọi người nhá. Xuống rồi ghé thăm anh em. Khi nào có gì phải xuống là Thanh Hóa chừng một lần. Gọi là rất hân hạnh được đón tiếp mọi người từ ở Tây Bắc xuống Thanh Hóa mình. Nào biết còn Tây Bắc. Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh. Hôm nay mình có đến nhà của anh Ado TV mọi người ạ. Xin chào các bạn nhé. Mấy kênh chuyên tán gái đúng không? Nay đến với nhà anh thì có bên kia có cả bác Nhiệm nữa. Kênh An Nhiệm TV mọi người nhé. Đặt máy xuống được không? Đẩy cái gì giúp anh. Vâng. Ok, mở nhất. Nó mở ra anh đâu? Chồng nhá. À. Đấy. Không cần cái quạt hay cái gì đâu à? Có chứ. Bên kia thì bác Nhiệm vậy Tùng đang ấy mọi người ạ. Đang làm nốt con vịt. Ở đây thì anh Đô với mình đi nướng gà trước mọi người nhé. Đón các bác từ kênh Thợ Rừng ở Thanh Hóa đến. Hôm nay anh gọi lên nhà anh để chuẩn bị làm cơm trước ấy. Nhà anh Đô thì quen thuộc với một căn nhà sàn rồi mọi người ạ. Giờ với mình đi vào bên trong gian bếp xem bác Nhiệm với Tùng làm mọi người nhé. Chế biến như nào. Chào mọi người nhé. Đang làm tiết canh.
có bác Nhiệm làm bếp chính. Đấy, hôm nay Tùng về Tùng làm phó bếp rồi. Mọi khi làm bếp chính ở bên kênh đúng không? Bây giờ lại chuyển sang là làm bếp phụ nữa. Vâng. Mọi khi Tùng đảm đang từ A đến Z đấy bác Nhiệm ạ. Do mình là có biết là tay nghề có cao hơn không, nhưng là do là tuổi tác hơn thì là cứ cho là làm bếp chính thì nhờ. Vâng. Đấy. Làm cái canh thì bác đang làm cái nhân tiết canh đấy mọi người. Vịt bản vịt ngon chất lượng này thì không thể thiếu cái món tiết canh này được. Hôm nay đón tiếp các bác ở dưới các bác kênh thợ rừng ở dưới Thanh Hóa lên, mình phải làm cho nó được may được mặt các YouTuber Tây Bắc tí bác Nhiệm nhỉ. Nữa thì tiếp là các bác bên kênh tự dừng, các bác di chuyển ở tận Thanh Hóa ra, hôm qua ăn đám cưới của Mạnh xong và lại thì lên trên chỗ mình với chỗ Đô chơi. May tiện thể lại là có hai bạn nói chung là rất là trẻ, với lại là cũng là rất là đam mê với nghề là YouTube, là có là hai bạn hôm nay cũng lên trên này chơi cùng với anh em. Đáng ra là anh Đô phải ấy giờ làm bếp chính cơ. Thế mà anh Đô lại để bác Nhiệm làm này. Đáng nhân hết này xong rồi ấy là bác Nhiệm. Nhân hết như này bắt đầu cho vào lên rang. Vào bên được sỏi dép vào không anh ạ? Có được thoải mái. Thôi. Mình vào bản nhiều làm cái này là quen đúng không anh ạ? Ừ, vào bản làm quen, với lại hay ở nhà nó cũng làm nó quen. Không vào làm thì không ngoài làm cho mà ăn. Vâng. Dần dần khắc quen hết đấy mà. Vâng. Úi dồi. Chắc là mấy nữa mình phải đi cùng bác Nhiệm vào bản nhiều nhiều mọi người nhé. Ừ, vào bản vào trong đấy thì là nhiều cái nhiều thứ cũng hay phết đấy. Vâng. Mình đi thấy người dân ở trong bản kia người ta có mến khách không bác Nhiệm? Có chứ, do mình cả mình đi thì mình các thứ mình để lại ấn tượng cho người dân, người ta thì ai cũng biết anh vào bản thì hầu như là người dân ai cũng quý. Vâng. Vì mình đi làm từ thiện thì giúp đỡ bà con đấy. Đấy mọi người. Kênh bác Nhiệm mấy nữa chắc là làm về từ thiện nhiều hơn. Ừ, cũng là đời sống nữa bác Nhiệm nhỉ? Đời sống từ thiện kết hợp xem hoàn cảnh nào ở trên vùng cao giúp ai được cái gì thì mình làm, là mình kêu gọi giúp đỡ được cái gì cứ giúp thôi. Cứ lên đây chờ đợi nướng gà mọi người ạ. Vàng phết bác Nhiệm nhỉ? Từ lúc đến cái tầm giờ nay thì phải vàng rồi. Tối như này. Nướng được hơn một tiếng mọi người ạ. Hôm nay anh em Thanh Hóa lại phải say ở đây rồi. Các bác kênh thợ rừng. Anh em Thanh Hóa lại phải say ở đây một hồi.
hôm nữa rồi, mai mới về được rồi. Nói mai vậy, không biết là phải Thanh Hóa nằm hay là Lào Cai nằm. Lên trên miền Tây Bắc được anh em đón tiếp rất là chu đáo, từ những cái ở bên dưới đám cưới của anh Mạnh. Mạnh, sau đó nữa, rồi lên trên này. Vâng. Rất là cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có dịp nào thì có cái thời gian anh em ghé thăm Thanh Hóa mọi người nhá. Xuống rồi ghé thăm anh em. Khi nào có gì phải xuống là Thanh Hóa chừng một lần. Và là rất hân hạnh được đón tiếp mọi người từ ở Tây Bắc xuống Thanh Hóa mình. Nào biết còn Tây Bắc của mình là mến khách lắm, mọi người cứ lên đi chơi trải nghiệm. Không phải nói rồi. Phong cảnh trên này là rất đẹp. Thứ hai nữa là con người thân thiện. Đấy. Tình cảm anh em. Từ hôm qua đến giờ là cho thấy cái điều như thế. Và hôm qua là đúng là thật sự là say đấy. Say ở dưới chỗ đám cưới Mạnh đấy. Minh Chuẩn dưới Yên Bái. Minh Chuẩn Yên Bái. Trên này là Lào Cai đúng không? Lào Cai. Đúng rồi. Đúng rồi. Có cái này một tí nữa thôi là tí ok rồi. Lăn ra. Cái mặt bên một tí nữa xong. Ở phía bên trong kia thì các bác đang làm rau và ấy mọi người ạ. Tùng với mình thì nướng gà ở ngoài này. Với cái mùa đông này thì ngồi nướng gà hợp lý rồi ạ. Anh Đô các thứ thì đang băm vịt và xào rau bên trong kia. Vẫn chưa làm xong hết mọi người ạ. Do là hôm nay mình mấy em làm hơi muộn ấy. Làm hơi muộn nên là không kịp mấy bác. Anh ấy phải chuẩn bị từ chiều đúng không Tùng? Đúng rồi. Đấy. Mãi chiều tối mới làm. Đúng không? Thơm phết mọi người ạ. Để quay cận cận một tí cho mọi người xem nhé. Hai con gà vàng khè rồi. Thơm. Bây giờ chắc là đi vào bên trong quay một tí các anh xào rau làm ở trong kia mọi người nhé. Hai con vịt đúng không anh Đô? Mình chia thành mấy mâm anh Đô? Một mâm to thôi. À, là ngồi tất một mâm đấy. Sợ thiếu ấy hả anh Đô? Cái đĩa đi, đi tìm cho anh mấy cái đĩa đi. Lấy thêm đĩa đúng không? Bạn Tùng mà. À thôi, rồi. Đi lấy cái dao vớt lên đây. Dao vớt rồi. À, dao anh Hách, anh Hách đang làm mà. Dao ấy mà. Dao ăn sống mấy người. À. Vớt ra đi. Gà này tí băm ra bỏ hẳn vào cái mâm bé này luôn á. À, anh Đô. Ờ à, đúng rồi, gà băm bỏ mâm luôn. Mèo, ôi con mèo sao nó kêu thế nhỉ? Con ở bên đây thì các bác ở kênh Tự Rừng đã đến đầy đủ với mọi người. À, bây giờ chuẩn bị ăn tối ở tại nhà của A Đô mọi người nhé, của anh Đô mọi người ạ. Đấy. Đây là chấm chéo của anh em Tự Thợ Rừng. Mọi người thử xem nó có khác cái vị như này. Chấm cái vị khác. Được. Đấy. Chấm luôn. Quá. Vị có vẻ
có thể nếu mà ngon có thể là rượu này được. Có thể là sẽ là không ngon bằng, có thể là sẽ ngon. Là phê luôn. Có thể là bằng nhau. Hôm qua ông kia uống đám cưới là quý nhà. Hôm qua ông kia uống đám cưới là cảm giác nó cái rượu mình uống nó không bị đau đầu, không cảm gọi là không không có một cái rượu này hơi nặng đấy, rượu này là nặng, đúng cân chứ không bao giờ nặng hơn là cái rượu mà bình thường, cân cũng bằng nhau. À vâng. Thôi mời anh em nhá, mời anh em nhá. Chỉ là nó nhiều cồn thôi. Nào bước em này. Bye bye. Em mời anh đây. Anh mời anh đây. Ê, nhưng mà chủ nhà ngồi trước đấy chứ. À đây em ơi. Anh ở đây cũng phải chờ chút thôi. Em ở đây. Nào. Cầm lấy. Nói chung là ai uống rượu hạng A thì ngồi bên trên. Và mình hạng C thì mình ngồi bên dưới này thôi. Chỗ này là chỗ này là à, lá trồng. À đây là lá trồng này. Lấy chứ. Đây là lô rồi của lá trồng này. Nào. Dạ, cô là mẹ anh của em đi. Cô Đô là người ta gọi là bà Bê Vlog. Cô chúc sức khỏe tất cả có làm kênh bà B không? Mẹ tên là B. Nói chung là mẹ thì cực kỳ vui chính nên là được khán giả mọi người rất là quý. Qua ở dưới đám cưới có cái bà chị đấy nhỉ? Bà đây nếu mà làm kênh chị thêm. Chị đấy. Chị thêm. Chị đấy bọn anh gặp ngoài quán tạp hóa, chị em bảo là tối đợi chị nha, mà đúng tối chị gái em đấy. Năm rưỡi bảo chị gái đấy. Chị gái em đấy. Đấy đấy. Chị rất vui luôn. Em gái nhá. Ăn đi em, dám ăn không? Chảy nước mình hút cả nước mà. Đây là tiết canh mà nếu mà Bình Định còn dầm dầm ra. À cái này thì bỏ ra đi. Hôm nay nếu mà có thời gian ấy thì em với anh Nhiệm sẽ đi bắt cá suối về làm cái món nộm cá cơ, nhưng mà hôm nay ăn rồi. không phải nộm cá kia. Nộm khác, nộm nhầm. Nộm mà cái chuối của mình ấy. Cái con cá bé tí này xong bắt đầu mình nướng lên. Dùng đấy xong là băm ra. Băm ra chuột với cái thân cái chuối ấy. Cá trắng hay là cái con cá bông? Cá trắng ấy. Cái đấy là phải thử đấy. Cái này là pe sám. Cái con mồm rộng ấy. Pa sám, pa sám mồm rộng. Cá mình đi câu mà hai cá mà nó con cá dưới anh bọn nó cá thế thì nếu mà em phải sớm anh bận thôi, nếu mà có dịp ngày mai dọc cái đường này đi tầm 2 tiếng ở tầm 1 tiếng thôi về mỗi tầm 3-2 cân có tầm 1-2 cân cái đá đấy nhiều mà nó hao ăn lắm. Nhưng mà tiếng tày à đấy. Tiếng tày ở bên Cao Bằng. Mấy khi có dịp lên Tây Bắc này. Chúng thật sự là chú năm 90 thì chú ít hơn ngay như 2 tuổi. Mấy năm tân tao. Hơi cay nha. Với người tày ở trong Tây Nguyên được 1 năm. Cay bằng không biết giới thiệu gì nhưng mà trước thì anh cũng là Hải Sa Pa bình thường. Cái này là em làm chuông. Thì các anh các bác đang hàn huyên một tí ấy, mọi người giao lưu các kênh với nhau đấy đấy. Nãy không biết là mình đã mời mọi người ăn tối chưa, bây giờ chắc là mời mọi người ăn tối nhé mọi người nhé, tại vì nãy mình sợ là mình quên mời đấy. Mọi người mà thấy video này hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì dạo này cái thứ nhất là thời gian rảnh của mình rất là ít, vậy
mình bị một vài vấn đề về về kênh ấy mọi người đấy, thế nên là mình đăng video và làm video ít, mong mọi người thông cảm. Coi luôn đúng là đây là lần nhưng mà chắc chắn là gặp em rồi, gọi là trải nghiệm thực sự luôn của anh là một bữa của anh gì để mình ăn cái gì nhỉ? Tùng đúng không? Thứ bảy của anh cường dâu ấy là cố gắng để làm thật nhiều video để mà làm. Vâng, bạn em không cảm ơn ạ. Làm để anh em còn lên xem các chú đang đang thấy cuộc sống của các chú. Có mấy đứa mà diễn rắn thì chỉ có Bắc Giang thôi. Bắc Giang thì đâu? Đi thôi nhá. Anh nhảy cũng được lần này thôi. Dạ vâng ạ. Vâng. Giờ bên bờ nó chúc anh sức khỏe ạ. Cùng đâu nhiều anh chị các em ạ. Dạ vâng ạ. Cho cái đam mê thì mai phải đi học em đâu. Dạ em có nhưng mà giờ bên bờ em không em mang cái hôm nay may có bác Nhiệm đây, bác bảo là có mấy bác ở bên tự dừng đến nên là em gọi điện xin anh Đô lên đây đấy, may gặp được các anh. Đây chúc anh ẩn nữa, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Dạ vâng ạ. Ở đây hôm nay đến thì có khá là nhiều kênh YouTube, kênh nổi tiếng mọi người ạ. Ở đây mình được mời đến thì có anh Đô, anh Nhiệm này. Vậy anh Tuyền kênh Giàng A Pháo ấy mọi người. Vậy các bác bên kênh Tự Thợ Rừng. Và nói chung là rất nhiều kênh YouTube mọi người nhá. Đến thì giao lưu mình có học hỏi được vài cái, nói chuyện vui vui, làm quen được nhiều người. Để mà có dịp các thứ bọn mình sẽ đi Thanh Hóa. Mọi người xem video thấy hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ, ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới của kênh. Chào tạm biệt tất cả mọi người.